quý vị, như là chúng tôi có thưa và có hứa với quý vị thì thầy Nguyễn Văn Lành sẽ trở lại với chúng ta. Chúng tôi xin được chào thầy Nguyễn Văn Lành ạ. Xin chào cô Thu Nga và quý vị đang nghe đài. Thì thưa quý vị, thầy nghiên cứu tử vi dịch lý Nguyễn Văn Lành thì chúng ta đã thấy là có những lời mà đã tiên đoán trước khi sự việc xảy ra trong quá khứ rất là đúng. Và thầy là tác giả của cuốn Huyền Vi Diệu Toán, thì nếu mà quý vị nghiên cứu thì quý vị sẽ thấy là những cái việc mà thầy nói nó đã được tiên đoán rất là lâu trước đây, cả ngàn năm, cả trăm năm rồi. Mà bây giờ thì thầy sẽ nói cho chúng ta thêm. Và rất vui hôm nay anh trở lại với lại chương trình, với lại tình hình chính trị Hoa Kỳ, mà những nhân vật đương thời đang được chú ý đó là bà cựu Tổng thống Donald Trump. Kế tiếp đây chúng tôi xin trình bày cái kế sách giải trừ virus mà chúng tôi đã gửi cho cô Ivanka để truyền đạt tới Tổng thống vào cái ngày 24 tháng 3 của năm 2020. Cái kế sách này chúng tôi hình thành trong 11 tập, nhưng mà được trích dẫn những cái điểm chính sau đây. Trước tiên á, là phải chọn cái đền cũ của Hồ Trên Tờ mà nay là One Tower là cái điểm để dự. Điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai đó là vợ chồng cô Ivanka Rudder đứng ra trực tiếp thực hiện. Đây là cái điểm thứ hai. Trong cái điểm thứ hai mà vợ chồng cô Ivanka trực tiếp điều hành này á, là có hai bước. Cái bước đầu tiên là bước 1 á, thì mọi chi phí đều chính do gia đình của Tổng thống bỏ ra tài trợ. Cái bước 2 đó, khi nào hoàn thành rồi có kết quả để sản xuất vaccine hay thuốc chữa trị á, thì kêu gọi nhà giàu Mỹ và cả thế giới đóng góp vào để giúp không cho nhà nghèo toàn thế giới. Thiếu lúc bây giờ một xuất quỷ. Cái điều thứ ba đó là chính Tổng thống phải tỏ ra có niềm tin và tin tuyệt đối vào Thượng Đế. Thì Tổng thống làm cái hành động mà chúng tôi đã gửi đến Tổng thống những cái chiếu sách làm công năng từ cái năm 2016. Khi hữu sự thì Tổng thống sẽ làm cái action này để hỏi ý trời. Có nghĩa là để tìm ra cái thuốc trị liệu thì Tổng thống hãy liếp tin cho phép tu gì vậy. Những cái điều này chúng tôi viết từ ngày 20 gửi ngày 24 và đến ngày mùng 1 tháng 4 thì chúng tôi nhận được response từ Kuhner gửi qua công ty Politico. Với những cái điểm chính sau này, quý vị thấy rằng Kuhner đã hiện diện trước mặt một toán 12 người công nhân, những chuyên gia đặc trách cái chương trình bài trừ coronavirus này đã hoạt động 2 tháng nhưng không có kết quả, thưa quý vị. Bây giờ Kuhner là cái người không phải trong toán này thì chỉ mới thực hiện có nửa tuần thôi. Có nửa tuần sau khi mà nhận được cái kế sách của chúng tôi thì bắt đầu thực hiện. Thì bắt đầu thực hiện là chọn ngay cái new center of power là quan tâm quá. Chọn ngay cái new center để ra cái nơi thực sự. Mà Kuhner đó, các group của anh ta đó, hoạt động dưới tư cách tư nhân. Thế yêu cầu của tôi. Mà group này là gồm có 11 người. 11 người. Mà 11 người này hoạt động không có lương, mà có tính cách volunteer. Thưa quý vị. Có tính cách volunteer. Thì chính vì vậy mà Tổng thống
trung, rất là ưu tư vì không tìm được một cái cớ nào xác nhận là công nhân của chính phủ để được hưởng lương. Không được, không cần có bỏ tiền túi ra để chi dùng. Điều nghĩa được quý vị. Là đây chỉ có một điều thôi, là sự tin cậy của Tổng thống với quân đơ. Mà một ngày như vậy, cha con họp với nhau nhiều lần. Thưa quý vị. Đó là cái bản văn tường trình và cái kết quả chúng tôi đã gửi cho Tổng thống cái chiếu sách mà Liếp Tiên Giải Phết Tui Duy Văn từ cái năm 2016 là, mà cái căn cơ là từ lời giải trình của nốt ra là quý vị nhớ đấy. Và khi nào mà hữu sự, thậm chí khi nào mà cần xé bỏ một cái gì một quan trọng như là hòa ước hiệp ước, ngay cả tiền nữa, an agreement broken lifting the faith to you, từ cái điểm này mà ra thì chính Tổng thống đã dùng cái cẩm nang này và cái chiếu sách này để hành sự trong mọi trường hợp nguy nan. Quý vị thấy đó, hãy có cái chiếu sách này. Thì chính cái chiếu sách này mà Tổng thống đã làm và đưa để cái kết quả sau khi mà nhận được cái kế sách vai của tôi. Thì từ cái niềm tin tuyệt đối vào God, cái ngày 12 tháng 4 của năm 2019, Tổng thống tuyên bố thuốc trị sốt rét chloroquine là thần dược để trị liệu cái con ma virus. Vừa hô hoán lên một cái là bị bao nhiêu bùa bộ dư luận quý vị nghe một thời kỳ này dùng thuốc kỳ ninh quá rẻ để trị liệu. Để quý vị thấy Tổng thống Trung đã nhận chịu cái gì, thưa quý vị? Búa rìu dư luận. Tổng thống Trung bày tỏ sự nhiệt thành với cái thuốc hydroxychloroquine ngay từ lúc ban đầu, từ đó cho thấy thế lực truyền thông chính trị thiên tả đã tìm đủ mọi cách đánh phá và giết chết cái loại thuốc hydroxychloroquine này để làm mất mặt Tổng thống. Họ sử dụng mọi cách, kể cả người tạo những cuộc thử nghiệm đầy ma giáo, đưa ra kết quả thất xấu để cho cái loại thuốc này cuối cùng phải bị cấm. Nhất là họ đã phỉ báng Tổng thống Trump khi ông này thông báo đã dùng thuốc này cho bản thân để phòng căn bệnh. Quý vị nhớ, cuối cùng chloroquine này không được dùng để trị liệu vì FDA không chuẩn chỉ. Nhưng mà chính cái loại thuốc này, cái lifting the faith to heaven, đặc bác sĩ thường để bảo vệ lấy cụ mì mai uống lanh cũng lanh nữa, thì chính đây là cái căn cơ để làm cái nền tảng mà sản xuất vaccine. Thì cho đến cái ngày 20 tháng 6, qua cuộc thử nghiệm đạt đến 97%, bắt buộc FDA phải approve cái kế sách điều chế vaccine bằng chính gốc của cái thuốc này. Để cho Tổng thống xin 10 tỷ sản xuất cái đợt đầu tiên 300 triệu liều cung ứng cho toàn người Mỹ đợt đầu tiên. Còn những đợt sau 2, 3, 4, 5 cho đến 7 đều dọn hết, không còn trúng. Cái này để trì thân liệt, để trì quân ma. Một quân ma là cái hồn, mà cái hồn là cái ánh sáng. Đâu có virus đâu mà có thể trị liệu nó, là một sinh vật để có thể nhìn thấy được kỹ nữa. Nó tác động cái ngũ quan ngũ giác bằng cái tư tưởng để cảm ra mình bệnh. Nhớ cái điều đó. Mà trước lúc ma giáo, đây mới ma giáo để giúp cho các nhà tài việt sản xuất hàng loạt về sự khống chế của chính quyền bắt mọi người phải tiêm vaccine. Đó là lúc
mà cái con vi trùng này này vào trong máu của quý vị đó thưa quý vị, cái hậu quả trong tương lai sẽ mơ mắt, mất trí nhớ, thơ thần lũ đần như là Robert Đần, và đi đến tử vong. Còn con nít mà chích vào trong tương lai vô sinh. Quý vị nhớ cái đại họa này sẽ xảy ra trong vòng 10-20 năm nữa. Thì đây là một cái đại ác. Cái kết quả này đã đưa đến cái bản thân tôi nhận được cái sự trấn quý từ Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi không phải để khoe quý vị. Đây là cái certificate chứng nhận được ký bởi Tổng thống Donald Trump với lời lẽ giải trình một cách trấn quý như thế này. Để ghi nhận sự trung thành không ngừng của bạn là một nhân vật thứ ba về sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump. Với cái sứ mệnh của ông ta là muốn giữ cho nước Mỹ vĩ đại. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu bạn với vinh dự trở thành một thành viên thực hiện trung của năm 2020 chính thức. Chứng kiến chứng nhận này đã được ký và ủy quyền cho Tổng thống thứ 45 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Cái lời lẽ này được thực hiện và chứng minh qua cái mail của chính cô Lara, là con dâu của Tổng thống, gửi cho tôi cái ngày 13 tháng 7 của năm 2020. Được diễn giải nó như thế này. President Trump needs you now more than ever. Tổng thống Trump đã cần bạn hơn bao giờ hết. Cần tôi để làm cái gì? Need you now to lead us to victory trong cái năm 2020. Cần tôi để tôi có kế sách giúp cho Tổng thống đạt được cái chiến thắng cuộc bầu cử của năm 2020. Cái lời văn tên được diễn giải ra bằng Việt ngữ toàn bộ cái mix này. Để cho quý vị này. Tổng thống Trump có một yêu cầu đặc biệt. Gần đây chúng tôi đã ra mắt chương trình thành viên điều hành Trung chính thức hoàn toàn mới trong năm 2020. Và ông ấy muốn bạn là một trong những thành viên điều lệ của chúng tôi. Quý vị ông chỉ đạo chi gì? Nó như vậy đó. Thì đây là cái thành quả. Mà cái thành quả này cho một người như tôi là tù nhân chính trị di cư qua Mỹ năm 1994. Chỉ là một citizen bình thường. Thế mà được một tổng thống, một cương quyết vinh danh về một thành quả to lớn như thế này. Thế mà chúng tôi vẫn bị quý vị trong này có một số cũng chê trách mỉa mai. Bây giờ cái điều mà chúng tôi muốn chứng minh với quý vị đấy, cái lời phát ngôn của ông Trung thì có thể sai, nhưng hành động của Trung đúng là vì đây này. Quý vị nhìn kỹ trong cái lời văn của nó, earn agreement là tất cả cái gì mà không đã đồng thuận rồi bây giờ sẽ bỏ những cái đồng thuận đó, kê cái lút lề này, kể cả tất cả những hòa ước hiệp ước này, kể cả sẽ thay đổi tiền này, và tất cả những cái gì cơ bản, kể cả hiến pháp. Khi cần xé bỏ, thì có thể làm được, nhưng với điều kiện, phải hỏi ý trời. Liệu tin gì phải tôi giữ. Mà ý trời cho hành là ông lắm. Đó, như vậy, tất cả hành động của Trung, quý vị thấy ngang ngược, điên rồ, khủng khiếp lắm, nhưng mà đều nhận là tự ý trời. Quý vị nhớ cái điều đó. Nên chỉ về mà tất cả những cái điều này á, cái dư luận dược lúc đi băng, người ta ngầm máu ta phút vào ông ta. Mà phút vào ông ta để đưa đến một cái cú knock out vào cái năm 2020. Dược lúc đi băng
mà the fate anointed with milk and honey lie on the ground, là bảo nằm dài đó chết đi. Nhưng mà khi chết là phải ngược mặt lên trên trời ấy. Hỏi ông thượng đế, ông chỉ nhá, nên chính cái điều mà ở trên cần tôi có kế sách để hướng dẫn tổng thống đi để chiến thắng của năm 2020. Tôi đã rất đau khổ, đau lòng để trả lời thưa quý vị. Là vì từ cái lời trên á, thế mà từ tôi. Bảo Trung phải thua rồi mới thắng. Vì Trung thắng là Trung chết à, nên Trung phải thua rồi mới thắng. Vì Trung sợ chết hơn là nó thua. Phải thua, mà thực sự không phải thua, nhưng mà già thua đấy. Rồi thắng, nhưng bao giờ thắng? Bây giờ 3 năm rồi. Mà còn sống chưa chết. Nhưng mà còn thua chưa thắng. Thì ngay mới cách đây có 3-4 tháng sau cái bầu cử Hạ viện mới chiếm được một cái tỷ lệ mong manh là 51-49. Trung đã tuyên bố ra ứng cử của năm 2024. Thì đã dồn nhập mấy cú đánh liền. Đầu tiên 37 án lệnh. Thứ nhì 34 án lệnh. Thứ ba 4 án lệnh. Và sắp sửa án lệnh thứ tư. Quý vị đánh bôi liên tiếp là vì mới ngốc đầu dây thôi, bảo già chết lại ông nhật rau, già chết đi, nằm sống xoài trên đất đi. Quý vị thấy đấy, nên tất cả những điều này hôm nay tôi chứng minh từ cái niềm tin để cho quý vị có cái niềm tin. Cái niềm tin ấy, là ở trên có trời mới có ta, quý vị nhớ điều đó. Thế nó ngủ ngược. Quý vị thấy Trung là ai rồi đó. Rõ ràng đó. Mà Trung là ai. Và tôi còn là ai nữa. Nên Trung, quý vị thấy Trung xuất hiện để làm tổng thống. Là con có trời là sứ thân thượng đế. King Summonit. Trung tu qua ông. Thế đâu phải ông từ ông ta, ông ra ông làm tổng thống mà không lưu mà để bị dùi dập như vậy đâu. Vua, ông vua của King. King của Trung. Là ông trời bắt Trung đi ra xuống trần để làm việc này. Ra gặp bao nhiêu cái trở ngại trước mắt làm sao vượt. Thì ông trời sẽ cho cái thang để vượt qua cái bên nhé. The letter. Ai chú. Mà cô thu cả hai hỏi tôi. Đã đến lúc trời thông cái thang chưa chú. Trời thông cái thang chưa thầy. Quý vị tôi. Mà khi mà thông cái thang xuống. Mà khi mà Trung vượt qua rồi. Thì giờ nhớ ngay. Enemy equity. Nhớ ngay. The city will repent. Nhớ. Cái điều đó sẽ xảy ra. Già chết đi. Nằm sống xoài trên đất đi. Quý vị thấy đấy. Những nhân vật ở đương thời đang được chú ý đó là và cựu tổng thống Donald Trump. Anh giải thích thêm cái dịch lý này nó ứng dụng cho những cái nhân vật